Yo, hello anh em. Và em theo gì đây? Thấy nhiều rồng nhiều nắc đấy. Nhiều nắc lắm, sợ lắm, sợ lắm anh em ơi. Nhiều nắc mình né liền. 1, 2, 3, 4. 4 con rồng, 4 con nắc cũng không nhiều lắm nhỉ. Làm sao trận này mình theo thú được anh em. Đồ gì, đồ này theo thú được. Già ít nít à. Bốn đỡ đòn, sáu đỡ đòn. Thử không nhở? Sáu đỡ đòn đánh cái gì? Ơ thật ý, đánh sáu đỡ đòn đánh cái đấy gì anh em ơi? Nó không có đồ hình đấy luôn này anh em ơi. Phản 90% sát thương vật lý à? Kiếm đâu con thêm bây giờ anh em ơi, kiếm đâu con thêm bây giờ. Ước mơ này hơi viển vông rồi em. Mơ này hơi viển vông rồi. Viển vông liền em ơi, hơi viển vông liền. 5.300, 5.000 đô đi. Nhiều thám lắm các bạn ơi, bạn chơi game bạn cứ tranh nhau thôi, đời sống tinh thần cứ tranh nhau thôi anh em ơi. À mình phát hiện ra một cái đội hình, không phải một đội hình mà kiểu một cái form mà anh em có thể ép đầu game ok là con Gindu này, là con Init nhé, nhưng mà phải lên được Gindu 2 thế thôi. Nguyên là Gindu 2 là form khá ok đấy anh em. Con này đầu game mà cũng khá một tí đam này. Form Ignite với cả Windu. Con Windu 2 này vào một con giá Ignite thôi. Hai con này cân được, có khi cân được cả con floor nếu mà nó choáng chuẩn. Choáng chuẩn là cân được floor đấy. Nó không choáng chuẩn thì các bạn đen thôi. Butterfly à. Quét nộ phát cho nó biết ai là chủ nhân của mình. Ngay vàng em mày từ cái là lại đỡ đòn này, chắc là nhiều thú thế nhỉ. Thôi trận đánh thú chắc luôn rồi em ơi, không cần gì bàn cãi nữa rồi. Thú gì thôi đúng không, thú gì thôi, cứ chạy nhau ám, chạy nhau ám ghét thế, ghét thế. Này chạy nhau cả ma lốc với mình nữa. À, bao nhiêu con ma đốc mà anh em cũng tranh mình. Cái đuổi chắc tầm một tí nữa sẽ yếu nhá. Ôi dồi ôi, đồ kìa, đồ kìa. Chơi game không? Cho mình chơi game không? Yon này. Bốn thánh đồ cũng được. Ơ, hay là sáu thánh đồ nhỉ. Thôi con độ từ này thú rồi, đánh thắng cũng đồ thì đây. Chắc để này nhỉ. Floor cũng khá là ok, cho floor đi. Đầu game con già khi đánh hơn con già đánh hơn con Yon này em ơi, Yon này. Nhót. Yon nhót. Bốn thú. Gindu thì vẫn trọng dụng được, Gindu 2 vẫn khá là tầm này vẫn chưa yếu đâu. Quét nộ phát biết ai là chủ nhân. Trời ơi muộn quá. Gindu tuy đẹp tạm được.
Thêm phát nữa mày đẹp. Flo xiên. Xiên. Ui giời ơi đẹp thế. Máu à? Gì đây? Cái này à? Cái này rồi. Già. Nhớt. Phát rôn đi. Không lấy gì cả. Thôi đi luôn đi. Tưởng phát này phát xem sao nhá. Ui dồi hai thương. Sợ đét. Đập đúng là hai thương thật. Quét nộ phát cho nó biết ai là chủ nhân anh em. Chủ nhân cái vàng. Mày bọn này AK hay sao? Giờ bọn này là 4. Level 6 này. Nó ám quá. Chín con rồng. Đã lúc em quên lôi về. Không vui em cứ đi. Mình gặp bạn hai thương rồi đúng không? Ok. Chả sợ bạn hai thương lắm nhỉ. Chơi này đi. Bỏ floor đi thêm con Vera bắt đầu. Crack này tanh cho con gì nhiều đam hơn. Yon nhiều đam. Tanh con điên Yon thêm. Là tất ai. Ê ê. Yon hôm nay chơi mấy mà. Quét ơi nộ đi em, làm gì đi em. Ok, một phát đẹp đấy. Ủa, chí mạng đấy. Check sát thì còn mấy con. Ui, không ai chơi à. Không ai chơi à? Lấy thử về đi. Bình tĩnh cứ lấy thử về đi. Sắp đủ rồi đấy, 6 đủ 6 cung rồi đấy. Chưa biết chừng đâu em. Bởi thứ nhất là trận này mình Yon mình cũng chưa có đồ thủ, chưa có đồ gì lắm nên là mỗi đồ cho voi, đây là đồ cho Red hoặc là Red hoặc là Void. Có lẽ nào một pha bất ngờ không? Yon có nhiều Yon. Lại hết vòi anh em ơi. Quay ra quay vào lại. Từ từ đấy nhé. Chờ một hai đồ nữa xong rồi mình quyết sau nha anh. Mỗi bạn này cầm thương thôi, kệ bạn này luôn đi. Chấp nhẹ bạn này đi. Còn lại mình không chấp. Huy đam em 6 cung là đây là con Yon 2 sớm một tí, già ulti hơi xấu.
Bên kia cũng có voi. Mỏng thế nhở? Chẳng tí đam. Có tốc đánh rồi thì thôi lấy chí mạng đi, chúng ta lấy chí mạng rồi chơi Yon cung nhá. Thú đi. Đợi xem quỷ kia đâu nhỉ, không thấy đâu. Đã có thương bắt đáy bên này anh em ơi, chúng ta vừa gặp thương bắt đáy bên kia đúng không? Đã sẽ né bên này. Này không? Này. Quỷ. Ôi ơi, rồi ôi, thôi thôi thôi. Rồi ôi, bạn đánh thế thì ai ai đỡ được bạn ơi. Chơi về ai chơi? Chơi về ai chơi bạn ơi. Ôi khó. Coi như là đồ trận này nó cũng rất mà mồm mình thật. Con này mình chỉ cần sống được thôi. Ai cả trường con giòn chết luôn. Khan hiếm đam quá anh em ơi, khan hiếm đam quá, không một tí đam nào. Tí đang làm chơi giờ chết sợ rồi đây rồi mình tìm nó bên kia nhỉ. Không thấy nó đâu anh em ơi. Ờ sao, đốt vòng này vòng nữa mình sẽ đi lên 8 rồi. Đỡ đỡ hơn một tí. Voi muốn đi được rồi. Rất là khổ, vòng này khoảng vài đi rồi. Khổ thật. Tòa đồ này khổ thật. Hai đồ đến cuối bị vả. Như con. Trời ơi. Như con. Giờ nó mới ra. Má ghét. Nhìn đu nhỉ, nãy tự sang quỷ nhỉ. Đu đi. Tìm như một vàng yon cái xì bọc. Do nó khổ quá, không có đồ gì. Không có cái giáp gai A gì cho Yon. Đồ này đúng là đấm vào mồm mình anh em. Yon thì không lên 2 được. Thật sự luôn đấy, mình chỉ cần một con Yon 2 thôi, xong rồi anh em thích làm mình làm mẩy gì thì anh em làm anh em ấy. Rồi đấy, thích làm gì là săn quỷ tí mua xong. Nó khổ chơi game mà nó khổ anh em ơi. Nó xuyên đôi mà không làm gì được.
Rồi, cho con chết luôn. Không chơi game nữa mà. Không làm gì được ấy. Chính xác định nghĩa của từ không làm gì được luôn. Voi ba rồi cũng chả nghĩa luôn. Xử là ấy rồi. Úi à ghê. Chán. Quá chán quét nộ luôn. Thêm bổ, thêm hai. Sao chơi bạn ơi, bạn dễ ơi. Ơ chơi được này. Sẽ chơi được nhỉ? Má sao bạn ấy thêm hai các thứ mà mình chơi được bạn ấy. Sức mạnh ùa về. Sức mạnh nó ùa. Ôi, bình tĩnh các bạn ơi. Thôi đấy, thôi đấy. Phải là một tí này đấy. Chỗ này mà không thua thì sao nhỉ? Thua cái quái rồi. Tí mới thua. Để cho bọn không có tờ ba thợ săn quỷ à? Hết rồi, không có ba thợ săn quỷ. Sao? Sao? Sao vậy? Hay này anh em ơi. Ê, trận này mà mình mà lật được nhá. Mình mà lật được trận này á là có vấn đề cái game này đấy. À, chứ sao chứ thua nhỉ? Rồi, mình cứ tìm một thợ săn quỷ kia đã anh em ơi. Ta cần một thợ săn quỷ kia luôn đã. Như thợ săn quỷ luôn anh em ơi. Có đồ gì cho nó rồi thôi cầm tạm cái khiên này đi nhé. Không có gì cho em cả. Xin lỗi em. Ê ê ê ê ê ê. Thế thì thôi tạm tạm thời bỏ bỏ em đi. Em không có đồ gì thì em cũng ngồi yên đấy cho anh. Ôi dồi ôi, mà phí nhỉ, mình lên gần con voi ba rồi. Xong rồi tự nhiên mọc ra thợ săn quỷ. Ghét ghét. Sao thú ba ma thợ săn quỷ. Voi. Voi làm cảnh à? Hay bỏ văn cát nhỉ, nói chuyện không chơi văn cát nhỉ, cũng không rách thánh mà. Em xui anh em. Khả năng mà không có rách thánh thì bỏ con cát đi nhá, cho nó. Còn nếu mà có rách thánh thì mình sẽ chơi con cá. Ủa, Victor. Và nếu mà lên 25 là thành 11 tướng thì mình sẽ chơi cả con cá cả voi cả Victor. Sao mình chỉ thua nhỉ? Câu hỏi rất là rõ ràng nhất là tại sao vẫn chưa thua nhỉ? Tưởng giờ này mình phải thua được 3 ván đấy. Không hiểu luôn ấy. Thôi rồi. À thôi hay mình cứ chơi game nhà nhất này nhỉ. Kiểu mình chơi game nghiêm túc nó không thắng nổi ấy. Mình chơi game nhà nhất này. Né né Leon, còn né là mấy con Volcat thứ à đâu. Né mấy con Nakot các thứ. Thôi ba. Bỏ thời gian quỷ à. Nhưng mà nhiều con hắc ám nhá vừa thôi.
Voi ba mà. Voi ba mà. Không được. Voi ba phải dùng. Voi ba phải dùng anh em ơi. Đâu rồi? Đâu rồi? Voi ba phải dùng chứ. Đâu này mà. Voi ba thì phải dùng chứ anh em. Thắng nó chạy không chơi von cát. Không chơi von cát à? Sao voi ba yếu nhớt vậy? Mày von cát, mày von cát. Mai chơi von cát ơi. Mai chơi. Chắc là trận nhà bò cát thật rồi. Lốc 3. Điên rồ ghê. Còn 2 từ đầu đến giờ. Chắc chưa thua nhỉ? Hỏi vẫn đang tạ lẫm hết mà. Thời cho quy nhé, bây giờ mình sẽ muốn cho con Von Cat này vào thay vì con Richter này, còn phải là Q2. Con cát thợ săn quỷ na cót chui luôn thương đáy, hai thương đáy rồi không, hai thương đáy rồi không, ba thương ba kia. Đấy đấy, chui được vào đây rồi, chui vào đây con quỷ mình đấm ngay con na cót ra anh em. Nó vẫn chui được vào đây. Chết rồi. Chết rồi, phải sai rồi, phải sai rồi. Biết thế lấy thợ săn quỷ anh em ơi. Tại sao mình lại bỏ thợ săn quỷ đi? Trời ơi. Không, thực ra quả đấy mình cho thợ săn quỷ vào không cho được, bởi vì biết là có quỷ 2 nhé. Ảnh à, lại quỷ 2 rồi. Thứ hai có sách thánh. Nếu mà thợ săn quỷ vào thì mình sẽ lấy được 500 giáp phép của thợ săn quỷ thôi. Đúng không? Chứ mình không cho được cả hai thợ săn quỷ vào bởi vì mình chưa lên level 9. Rời đỡ, phải rời đỡ. Sống đến đây là đã hơi bất ngờ rồi. Thủ rồi. Nhưng mà biết để vui phết nhỉ. Anh cứ đang nhiều vui cũng được. Anh ấy hơi vậy thôi, mình đến đây là kết thúc rồi. Đâu, chả hiểu kiểu gì ấy thôi. Với cái cả quả đồ mà không ai ngờ được. Kết thúc rồi, em thích cứ trên thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại anh em trong các clip lần sau nhé. Hẹn gặp lại.